Vâng, xin chào quý anh chị nhé. Thì bữa nay Mỹ Thuật Ngọc Thắng xin giới thiệu đến quý anh chị một tác phẩm đắp tranh phù điêu hoàn thiện rồi nha quý anh chị nhé. Thì tác phẩm này chắc ai cũng biết tên, đó là tranh Mã Đáo Thành Công nha quý anh chị. Vâng, đây là bên mình, một bên bạn đắp bên mình đang test thử cái độ vinh cho mọi người xem nè. Vinh hẳn đầu ra luôn quý vị nhé. Tranh Mã Đáo Thành Công hay còn gọi là tranh Bát Mã được làm từ 8 con ngựa đó nha quý vị. Thì tranh này cái phong thủy chủ yếu là mang tài lộc về nhà. Thì đương nhiên là cái hướng tranh của ngựa thì lúc nào cũng phải chạy vào bếp nha quý anh chị. Cái này là quy luật bất biến của tranh Mã Đáo Thành Công rồi. Đây là một bạn bên Mỹ Thuật Ngọc Thắng đang làm những cái công đoạn cuối cùng là vệ sinh lại. Thì cái tác phẩm này là được bên mình thực hiện tại Đức Hòa, Long An nha quý anh chị nhé. Cái bức tranh này thì chắc diện tích nó tầm khoảng 3,5 m² đó quý anh chị, ngang là cỡ 2 và cao là chắc cỡ 1,4, cỡ 3,5 m² quý anh chị nhé. Ở đây là hai bạn đang làm những công đoạn vệ sinh lại nè, thì có một số bụi bên bột chét họ rớt vào á, thì bên mình xử lý lại một chút nữa để bàn giao cho khách hàng luôn. Tranh rất là sắc nét nha quý vị nhé. Thì bên mình chủ yếu cố gắng quay những góc nghiêng á. Đôi khi phù điêu mà mình lên hình mà mình quay góc thẳng thì không có thấy được cái độ vinh của nó đâu. Cho nên mình cố gắng tiếp cận những cái góc nghiêng để cho nó phù hợp, cho nó mọi người thấy nó đẹp hơn á. Đây nè, đây là những đầu ngựa nha quý anh chị. Nhìn đắp rất là chi tiết, rất là dày luôn quý anh chị nhé. Cái này hình như là đắp vinh nguyên một đầu ra ngoài luôn á. Đây là cái lỗ tai nè, bên mình đang sờ thử cho quý anh chị xem cái độ vinh và cái độ chi tiết của nó nè. Cả một lóng tay tầm 10 phân đó quý anh chị nhé. Mình có thể mình đút tay vào được luôn. Đây mình đó, mình đút tay vào luôn là nó vào luôn được nguyên một cái bàn tay luôn, tức là không có dính dính tường luôn quý anh chị nhé. Riêng cái phần đầu này là bên mình làm vinh tuyệt đối ra bên ngoài luôn. Quý vị thấy không, nhìn cái góc nghiêng này là nhìn nó rất là sâu nè. Bên mình cố gắng đắp hai mặt luôn đó quý anh chị. Đây là tác phẩm mang tên là Mã Đáo Thành Công nha quý anh chị nhé. Tranh đắp phù điêu xi măng giả đồng. Cái bức này thì bên mình thực hiện nó cỡ 4 ngày quý anh chị nhé. Đây là cây tùng nè. Để mình quay xa xa, mình quay luôn cái không gian nhà cho quý vị xem, để có một cái tương tác giữa cái bức tranh và cái không gian nhà, để quý anh chị có một cái đánh giá nhất định nhé. Vâng, thì bên mình là đơn vị Mỹ Thuật Ngọc Thắng á, chuyên thi công đắp tranh phù điêu. Ở đây là miền sông nước, nhìn khung cảnh rất rộng ha quý anh chị ha, nhìn rất là thích nè. Không gian ở đây rất rộng nè, có một cái khoảng cách xa nhìn tranh rất là đẹp á. Rồi bức này nhìn nó ngoài mê lắm luôn, thì đôi khi vào đây nó bớt vẻ đẹp rồi.